Nấm muối khan hiếm, bán giá bạc triệu vẫn hút hàng. Nắm muối búp tại Bến Tre được bán với giá từ 1 triệu 200 nghìn đồng đến 1 triệu 500 nghìn đồng trên kg, nhưng nhiều người vẫn không thể mua được. Nắm muối, người dân Bến Tre thường gọi là nấm muối mọc trong các vườn dừa vào đầu mùa mưa, mỗi năm chỉ mọc một lần nên rất khan hiếm. Thời điểm này, nắm muối bắt đầu xuất hiện và được bán lẻ tại các chợ khoảng 1 triệu 200 nghìn đồng, 1 triệu 500 nghìn đồng mỗi kg. Anh Huỳnh Văn Hiệp, ngụ huyện Dồng Trơm, tỉnh Bến Tre, cho biết sau những ngày mưa liên tiếp, nắm muối bắt đầu xuất hiện rải rác trong vườn dừa. Lúc đầu tôi không để ý nên nắm bung dù ăn không còn ngon. Qua ngày sau, tôi thức canh thì hái được vài ký nắm búp. Một phần tôi để ăn, phần còn lại tôi bán với giá 900.000 đồng trên kg. Nếu bán lẻ ngoài, chợ sẽ có giá từ 1.200.000 đồng, 1.500.000 đồng mỗi ký, anh Hiệp nói theo anh hiệp muốn hái được nấm muối ngon phải canh rất cực và chỉ nên hái vào ban đêm khi nấm vừa mới mọc bởi nếu hái trễ nấm sẽ nở bung tán dù ăn không còn giòn ngọt như nấm búp hiện có nhiều người gọi điện dặn tôi khi nào có nấm thì bán cho họ nhưng hổm giờ không còn để bán tôi cũng kiếm giữ lắm mà chưa có thêm anh hiệp cho biết nấm muối được ví như lọc trời ban của người dân bến tre bởi vì chất lượng nấm khó có nơi nào bằng trong khi nấm muối ở khu vực miền Đông được bán với giá 400.000 đồng, 500.000 đồng trên kg thì nấm muối ở Bến Tre được bán với giá gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần. Những người sành ăn cho biết nấm muối ở Bến Tre có độ giòn hơn, ăn ngọt hơn nấm muối tại các vùng khác. Theo một lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Bến Tre, nấm muối là loại nấm tự nhiên, chỉ mọc vào tháng 5, tháng 6 âm lịch nên số lượng có hạn nắm mọc nhiều tại các vườn dừa bởi lá dừa cây dừa sau khi rụng xuống đất muối đến làm tổ và từ đó hình thành những đám nắm muối nắm muối có thể chế biến rất nhiều món ngon như nắm muối nướng lá cách bánh xèo nắm muối nắm muối xào mướp um với lá cách nước dừa